Xin kính chào các bác, xin kính chào quý bà con cùng anh chị đã theo dõi kênh YouTube của Trung tâm Cây giống Tam Đảo. Và em là Biên, người đại diện của Trung tâm Cây giống Tam Đảo. Và em chỉ sử dụng duy nhất một kênh YouTube này thôi và không sử dụng thêm kênh YouTube nào khác nữa. Ngày hôm nay quay trở lại để tiếp tục thực hiện những video ngắn để giới thiệu và làm gửi tới bà con những cái hình ảnh thực tế nhất về một trong những loại cây lâm nghiệp đang phát triển rất nhiều tại Việt Nam và chúng ta đang trồng rất nhiều. Với cái đà phát triển như này, bởi vì cái định hướng kinh tế của cây này thì chúng tôi đánh giá và rất nhiều các chuyên gia đánh giá nó là một trong những loại cây đem lại cái giá trị kinh tế khá cao và được nhiều bà con quan tâm đến. Đó là cây gió bầu. Gió bầu, tên đúng của nó là gió bầu, hay còn gọi tên khác nữa thì nó gọi là cây trầm hương. Thì đầu video thì tôi, em là Biên, người đại diện của Trung tâm Cây giống Tam Đảo xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể bà con cũng như là anh chị em đã ủng hộ kênh YouTube bằng cách ấn đăng ký kênh và đã mua rất nhiều cây giống và hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày của bà con động viên. Là em cũng cảm thấy rất là vinh dự. Và cái thứ hai là cảm ơn bà con rất nhiều. Thực sự là cúi đầu để cảm ơn bà con. Ngày hôm nay thì em tiếp tục làm một video ngắn để giới thiệu hình ảnh thực tế tiếp cận tốt nhất. Đây là cây gió bầu hay còn gọi trầm hương. Tên khoa học đầy đủ của nó là em quên mất rồi. Lâu rồi không làm video cho nên là em lâu rồi không ôn lại, quên mất tên rồi. À, Aquilaria Gratna. Đúng rồi. Bây giờ em sẽ quay trực tiếp về cái cam sau để cho các bác nhìn thấy cái cây gió bầu trầm hương. Thì sắp tới em có một chuyến đi công tác vào trong Bình Phước là sẽ chuyển 8 vạn cây vào trong Bình Phước để giao cho bà con ở trong đó chúng ta trồng và phát triển. Thì hôm nay em sẽ quay cho bà con, cho các bác xem là cái cây mà bọn em đã đảo bầu, cây cái tiêu chuẩn nó như thế nào. Bây giờ em sẽ chuyển cam sau. Như các bác và bà con có thể nhìn thấy ở đây, những cái cây trầm hương như thế này. Tiêu chuẩn cây thì nó cũng được 30 phân, từ 20 đến 30 phân. Cây phát triển rất là khỏe mạnh, đảm bảo đúng kỹ thuật để chúng ta trồng và phát triển. Cây đã đảo bầu. Đây nhá, đây là những cái cây mà đã đảo bầu thì em nhấc hết ra rồi này, sau đó em ôm đất lại như này là đã đảo bầu rồi. Đó. Những cây đã đảo bầu rồi. Và nhấc sẵn lên, và cái tỷ lệ cây đảo bầu khi bà con chúng ta trồng và phát triển thì nó rất là tốt. Đấy. Và nó cái trong cái quá trình vận chuyển cây nó không bị yếu. Cây nó sẽ rất là khỏe. Cái thứ hai nữa là bọn em đã để dãi nắng. Ở ngoài này rất là nắng cho nên là cây là bà con hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng cây giống, để cho bà con chúng ta tiếp cận với cái nguồn giống nó đảm bảo tốt nhất. Đây, ở bên này hai luống này, bên này cũng hai luống, mà bên kia rất là nhiều lắm, em làm nhiều lắm. Năm nay bọn em làm đến cả 100 vạn gió bầu để đảm bảo cái cung cấp cái lượng cây giống ra cho bà con chúng ta trồng và phát triển, để làm sao chúng ta bà con chúng ta tiếp cận được cái nguồn giống nó tốt nhất, để tránh tình trạng chúng ta mua ở những cái nhà vườn nó không được đảm bảo. Mua ở trung tâm thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì chúng tất cả những cây giống thì đều được nghiên cứu về gen hết rồi. Đó. Thì về cái tốc độ phát triển của cây trầm hương này nó cũng khá nhanh. Trong cái quá trình khi chúng ta trồng, với cái thời điểm nào là chúng ta cấy trầm nó tốt nhất, thì xin thưa bà con là đối với trầm hương chúng ta trồng khoảng ít nhất từ 7 năm trở lên là chúng ta có thể tạo trầm được rồi. Sớm quá tạo không tốt. Và tôi cũng xin chia sẻ thêm một số cái thông tin về cái sản phẩm gọi là bây giờ thì nhiều người gọi điện cho tôi bảo có mấy loại trầm, mấy loại cây gió bầu hay mấy loại trầm hương. Thì ở trên thị trường duy nhất cây trầm hương chỉ có một loài, bà con nên nhớ thế. Nhưng thì nó lại có thêm một cái giống nữa là cái giống Kỳ Nam. Trầm hương Kỳ Nam là cây của Trung Quốc, 100% là xuất khẩu từ nhập khẩu từ Trung Quốc về. Và những cái cành đó người ta đã cấy trầm nhân tạo, bà con phải hiểu này, cấy trầm nhân tạo vào chứ không phải là trầm tự nhiên. Người ta cấy trầm nhân tạo, sau đó cái quá trình đó người ta ghép thêm một cái mắt trầm vào để cho cây nó phát triển. Đó, nhiều người không biết thì gọi là cây chiết hay là còn gọi là cây dâm cảnh, nhưng thực tế không phải, nó là cây được ghép vào. Thì tôi giải thích như này để cho bà con hiểu là chúng ta không nên trồng cái cây Kỳ Nam này nó như thế nào. Kỳ Nam bản chất thì là cái trầm đó nó có sẵn là trầm nhân tạo rồi. Thế nhưng tuy nhiên đấy thì cái trầm nhân tạo này nó không thể tự đẻ ra được, bởi vì trầm là do kháng thể của cây gió bầu. Kháng thể của cây gió bầu nó tiết ra một cái chất dịch để kháng lại các loại lấm gây hại cho cái thân cây, thì những cái dịch đó gọi là trầm. Đó, thì bà con phải hiểu như vậy. Mà khi mà một cái cây, một cái cành nó có trầm tiết dịch rồi, tức là nó có sẵn một cái đoạn trầm cấy sinh học rồi, nhưng cái trầm đó làm sao nó lan được sang mấy cái cành khác mà để chúng ta trồng đại trà làm cái gì. Sau này một cái cây khi nó bị tổn thương thì cái trầm đó nó mới bắt đầu nó tiết ra, nó để cái kháng thể đó nó tiết ra để nó loại trừ những cái lấm gây hại cho cây. Đó, để cho bà con chúng ta nắm bắt được nó tốt nhất.
Đó, cho nên là cái trầm kỳ nam của Trung Quốc thì chúng ta cũng không nên trồng. Họ ghép thì rất là đẹp, rất là hay, nhìn cũng rất là phát triển đấy. Thế mà nếu để trồng chuẩn nhất, chúng ta trồng, chúng ta làm thật, chúng ta ăn thật, là chúng ta trồng cây thực sinh, chúng ta trồng trải qua cái quá trình sau này cây nào nó đảm bảo được cái điều kiện tự nhiên, kiến rồi là rất nhiều các loại côn trùng khác nó gây hại rồi là lấm, nó có trầm tự nhiên thì càng tốt, không thì bà con chúng ta sử dụng cái yếu tố chúng ta cấy trầm. Cuối cùng trồng cái cây kỳ nam thì cuối cùng nó sau này nó, tôi không hiểu là nó trầm nó không thể lan ra được rồi, bởi vì nó trầm sinh học, nó không thể lan ra được. Cái vết thương đó là cái vết thương không phải là tự nhiên, không phải là tự nhiên, và khi nó ra trầm được ở cái đoạn khúc đấy rồi thì nó không có cái cơ sở nào để nó lan trầm ra cả đó. Cho nên là cái trầm là nó bị xảy ra bởi vết thương của cây, do tác động của các côn trùng, sau đó là ở chỗ đó nó bị lấm ăn mòn và một số các loại vi khuẩn ăn mòn đó. Sau đó cái cây gió bầu mới tiết ra được một cái dịch gọi là để kháng thể lại những cái đó, và cái dịch đó chảy đến đâu trong thân cây đó, thì nó gọi là trầm hương. Đấy là trầm tự nhiên, và cái những cái trầm đó rất có giá trị, thậm chí là tiền tỷ hiện nay. Đó thì cũng là chia sẻ một cái video để cái nhất là giúp cho bà con chúng ta nắm bắt tốt nhất. Chứ bây giờ mua một cái trầm kỳ nam đến cả 100.000 một cây, cuối cùng trồng về sau này nó chả bằng cây thực sinh. Rồi cảm ơn bà con đã theo dõi video của Trung tâm Cây giống Tam Đảo, và tôi là Biên, người đại diện của Trung tâm Cây giống Tam Đảo. Tôi chỉ sử dụng duy nhất một kênh YouTube này thôi. Và hy vọng là bà con sẽ ủng hộ tôi bằng cách ấn đăng ký kênh để giúp cho tôi có cái động lực hàng ngày tôi làm nhiều video hơn và chia sẻ nhiều kiến thức về cây giống hơn, giúp cho bà con chúng ta tiếp cận khoa học về nông nghiệp, lâm nghiệp. Xin chào.